Ngày 27 tháng 1, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã đi thăm động viên các đơn vị sản xuất kinh doanh gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải cụm công nghiệp Kim Sen, siêu thị Lan Chi Mark, công ty cổ phần Clinker Vigalacera cụm công nghiệp Kim Sen. Đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đã đi thăm động viên sản xuất đầu xuân Quý Mão 2023 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải cụm công nghiệp Kim Sen, phường Kim Sơn. Qua nghe báo cáo và trao đổi tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đồng chí bí thư thị ủy đánh giá cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Chúc mừng những kết quả mà tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty đạt được, đồng chí yêu cầu công ty duy trì nhịp độ sản xuất ngay từ đầu năm, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để gặt hái được những thành công mới. Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn lao động và quan tâm chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã đến thăm động viên tại siêu thị Lan Chi Mark ở phường Hồng Phong. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã hỏi thăm tình hình kinh doanh hàng hóa Tết Quý Mão năm 2023 của siêu thị Lan Chi Mark. Nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí đã chúc Tết lì xì động viên lãnh đạo người lao động của siêu thị Lan Chi Mark, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, siêu thị Lan Chi Mark tiếp tục đảm bảo đáp ứng các quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến tham quan mua sắm tại siêu thị, phối hợp với các địa phương đưa nông sản, sản phẩm OCOP vào siêu thị để bày bán, giới thiệu, quảng bá, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Chúc siêu thị kinh doanh ngày càng phát đạt nhằm đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã đi thăm động viên công ty cổ phần Clinker Vigalacera, cụm công nghiệp Kim Sen, phường Kim Sơn. Tại nơi đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo tình hình sản xuất năm 2022 và kế hoạch sản xuất đầu năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã chia sẻ và đánh giá cao những nỗ lực, sự năng động sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty. Những kết quả đó đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã nói chung và của ngành công nghiệp nói riêng. Đồng chí cũng mong muốn trong điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, ban lãnh đạo công ty sẽ luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả để duy trì và ổn định sản xuất, đặc biệt chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Thị xã cũng sẽ xem xét tháo gỡ, giúp đỡ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tạo ra bước phát triển mới trong năm 2023.